À, xin chào buổi trưa mọi người á. Đó, cây cúc thọ hương giờ nó ứng bông lên nè. À, đã chưa? Vung lên ha. Hồi sáng thì cái bông nó chưa có vung á, nó nở thì nó còn xíp xíp á. Cánh nó xoăn xoăn. Đó, giấc trưa nè. Hiện tại là khoảng 12 giờ trưa á. Vung lên rất là đẹp á. Đó. Đã. Đấy, xứng đáng à. Đấy. Giống như Tết vậy. Hoa rất là đẹp, rất là thơm á. Giữa trưa vẫn còn mùi thơm à. Cái bông này nở tới tối luôn á. Tối thì vẫn còn thơm à. Bông bự á. Cái bàn tay của mình là 8 phân á. Đấy, nhiều khi anh em thấy cái bông này nhỏ chứ bàn tay mình bự lắm á. Bàn tay của người ta đo từ ngón này qua ngón này có 6 phân à. Của mình nó tới 8 phân nè ha. 8 phân nên cái bông nè. Cái bông nào nó bít bàn tay mình là cái bông đó nó bự dữ lắm, bự á. 8 phân à. Chăm trồng nó cực á. Trồng nó cực chờ đợi à. Tới chừng được như thế này á. Ngắm cái bông nó đã. Bông chán luôn nè. Thọ hương á. Đấy. Nhưng mà xem thực tế ngoài thì nó mới đã. Đấy. Bung lớp lên. Đây cúc bi á. Bi cũng rực lên nữa nè. Đây. À. Sáng mình đang mấy cái thọ hương á. Có mấy anh em mua cây 500 ngàn mà làm giống á. Nói chung là gốc cỡ ở chân cái á, lấy bo thì cũng được 30-40 co vậy đó. Lấy bo rất là nhiều quá. Đây, này mấy bữa trước mình có mua trên mạng cái cây phôi á. Cây phôi á. Đó, thấy trên mạng người ta đăng bán nè. Đây, cây này thì gốc ở đây nó có 20 mấy thôi. 22 á. Đó. Cây này thì mình mua với giá là 1 triệu quá. Đây, cái bầu đất này thì gò đất cũ của nó chứ không phải là đồ đất làm lại á, nên cũng yên tâm. Đó, mặt cắt thì nó đã kéo nhựa rồi ha. Cây này thì nó giống á. Đây mình thấy nó gần giống như là cái cây ở nhà mình á. Đây, nó có 3 chân 4 chân gì nè. Đó, chỗ này thì cái rễ này có thể ghép vào đây nha. Ghép vào đây thì nó đẹp hơn. À, mà để như thế này á. Đó. Đó. Bên đây á, mặt bên đây cũng đẹp nè. À, phải chi có cái rễ ngay đây á. Chỗ này thì nó còn tươi á. Nó bị gãy tiêu rồi, uổng quá. À, cọng rễ này bị gãy rồi ha. Chút lấy băng keo bó lại coi nó có liền hay không. Phải ghép cái rễ ngay chỗ này nè, được 4 chân nè. Đó, cái phôi á. Đó. Thì mình thấy cái phôi này thấy gần như giống như cây của mình nhà. Đó, nó có ẩn lên, có một cục nè. Cục chỗ này có gọng chữ C nè. Nói chung là cũng gần chữ C thôi chứ chưa được chữ C á. Sau này mình uống, mình ghép chỗ đây, uống lên. Mình chữ C á. Lượng, rồi bên đây lắc qua. À, cho anh em xem cái cây á, vậy mình thấy cái phôi á, mình mua ý đồ á, ý đồ là mình làm giống như cây này của mình nè, đó, ha, à, anh em xem á, này thì gốc nhỏ, gốc này nó chỉ có 18 thôi á, đó, thì này nó cũng có 2 chân 3 chân gì à, đó, sau mấy năm ghép nè, là năm thứ năm á, đó, mình mua cái cây đó. Cái cây phôi này về mình làm thì hứa hẹn là khoảng 5 năm sau á. Đó, thì nó đẹp hơn cái cây đó nữa ha. Nói chung là 5 năm sau á. Hứa hẹn ta, tại gốc mình nó bự hơn á. Bự hơn thì làm nó gần giống á. Đây, ở đây mà, sẵn đây mình quay cho anh em xem á. Những anh em nào mới
mới tập chơi á. Đây, chúng ta coi hình mẫu chúng ta bắt chước theo nè. Đấy. Đó, cái cây này ta trồng á, cái này trồng trong cái dĩa hột xoài hoặc là chậu chữ nhật á. Từ đây qua đo qua đây thì 36 chúng ta vô cái chậu qua cỡ 4 tấc ha, hoặc là 3 tấc rưỡi cũng được. Chỗ này thấy nó không có rễ nè. Đó, không có rễ thì chúng ta ép lại cỡ 3 tấc rưỡi ha. Chậu chữ nhật 3 tấc rưỡi ha, hoặc là 4 tấc cũng được cho nó vừa với cái chậu thôi. Đó, ngay chỗ cái co lắc này ha. Đó, nó lên nè. Nó lắc ha. Chúng ta sẽ ghép đây một bo. Đó. Đấy, còn bên đây chúng ta ghép một, đây là cái chi số 1 ha. Đây, mình lấy nhôm mình định hình trước đi. Cho anh em xem á, anh em nào mới á, anh em nào chuyên nghiệp rồi thì bỏ qua ha. Đây, anh em chuyên nghiệp thì nhìn qua là biết rồi. Đây, anh em xem á. Đó, là cái mặt tiền sau này chúng ta lôi cái mặt này ra ha. Bên đây cũng cái mặt bên đây nó cũng đẹp lắm nè ha, nhưng mà nó bị ngược ha. Đưa cái lưng ra, anh em không thích xem mặt này thì cũng được ha. Đó. Cái mặt này thì nó đưa cái lưng ra ha. Còn mặt này thì nó đưa cái đường cong. Nói chung là ta coi cái mặt này, lấy mặt này làm mặt tiền đi ha. Cái rễ này phải nằm bên đây nữa là đẹp ha. Đó, rễ này nè. Còn cái thân nó ngưỡng ngay bên đây rồi. Đấy. Cái rễ này nó phải nằm bên đây á là đẹp nữa ha. Mà kiểu tự nhiên mà. Có làm sao thì chúng ta chơi vậy thôi á. Rồi đầu tiên chúng ta ghép một cái bo ngay chỗ này á. Làm cái chi số 1 ha. Đây. Minh họa đây. Đó, chỗ này á, chúng ta sẽ bẻ ra. Làm cái chi số 1 ngay chỗ này á. Chi số 2 thì chúng ta làm nó ở phía sau á. Ở phía sau. Cái lên trên chút xíu á, hoặc là chúng ta ghép ở đây chúng ta dẫn ra. Thì chúng ta ghép ăn gian chút xíu á. Chúng ta làm ở phía sau này. Thấy không? Một ghép đây, hai ghép đây ha. Đây nha. Đó. Chúng ta hình dung á. Đây, ghép vô đây nè. Hoặc ở đây nha. Trên này thì sẽ đẹp hơn nha. Đó. Bắt chước cái cây mà cây mẫu á. Rồi, cái số 3 chúng ta sẽ ghép ngay đây nha. Cái bo số 3 chúng ta sẽ ghép ngay đây. Đó. Ngay đây nha. Rồi, chúng ta sẽ dựng nha. Dựng một cái bo cho nó nghiêng ngã ngã vậy nè ha. Đó, nó thắp lắp lại cái phần thân này. Đó, anh em thấy không? Đó, phần số 4, phần cái ngọn ta sẽ dựng lên á. Đấy, ngọn ta sẽ dựng lên. Dựng lên chi số 4 á. Dựng cái ngọn lên nè. Đó, anh em xem á. Chi 1 nè, chi 2 nè, chi 3 nè. Dựng cái ngọn lên. Chi số 4 thì nó ngang ngang á, gần chi số 1 á. Nó nằm đây nè. Đó, anh em xem á. 4 nằm ngay đây á. Còn cái số 5 á, chúng ta sẽ dựng cái ngọn, cái năm là cái ngọn á, thì từ từ nó phát triển lên. Cái năm đó đây. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, cái năm là cái ngọn. Cái ngọn chúng ta dựng lên tiếp á. Đó. Như vậy làm cây, có cây chúng ta chơi hoài á, khoảng 5 năm, 10 năm sau á. Chơi hoài cái này nó bền á, nó không có bị trùng lấp á. Còn nếu mà chúng ta để cái phôi nó lên á, nó lên chỗ nào chúng ta ghép vào chỗ đó, lên bú lôi xua đây trời, chúng ta ghép á thì chơi nó chung là nó tới đâu, nghĩa là tới đâu thì chơi tới đó đó ha, chứ nó không có còn mà
được định hướng ban đầu đó. Ví dụ như chúng ta ghép đó, chúng ta ghép mà kế bên nhau, bo này kế bên nhau đó, thì sau này nó trùng lắp á, trùng lắp thì nó che thì nó khuất á, khuất nó không có nắng thì nó bị chết nhánh nè. Đó, thì cây chúng ta lúc đó nó không có còn hình dạng đó. Những năm đầu, một năm đầu, hai năm đầu thì nó rất là đẹp á, lên bo cái nào ghép cho đó, lên một cái tùm lùm thôi. Đây, cây số 4 nằm đây á. Rồi cái số 5 á, số 5 thì từ cái ngọn này, bốn mà nằm đây, người ngọn này ta phát triển lên nữa ha. Để sẵn mình làm luôn á. Rồi chúng ta tiếp tục á, đây chỗ này dựng cái ngọn lên á, nó tiếp tục phân đều đều ra, nó căn bản là nó như vậy á. Thì những cái nhánh này á, nó không có che nhau á, nhánh số 1 nè, nhánh số 2 nè, nhánh số 3 nè, nhánh số 4 mà nó không có che nhau á, thì giữ được bốn cái nhánh này á, ở bốn hướng nè. À, chúng ta để ý á, nhánh 1 với là nhánh 3 thì nó vuông góc với nhau á. Đấy, nhánh 2 với lại nhánh nhánh 4 á, thì nó gần gần vuông góc với nhau á. À, nó song song á, nó thẳng với nhau á, chứ không phải vuông góc, vuông góc nó tầm 7. À, nhánh 1 với nhánh 2 nè, đó, nó nằm trên một cái trục á. À, nhánh 2 với nhánh 4 á, thì nó nằm gần trên một cái trục á. Đó, thì nó sẽ không có bị trùng lắp á. Không bị trùng lắp thì ánh nắng mặt trời nó sẽ tập trung đều á. Nó nhánh này không có che nhánh kia thì nó không bị bỏ nhánh á. Không bị bỏ nhánh thì nó mới nuôi lâu được á. Nuôi 5 năm, 10 năm á, vẫn giữ được. Đó, còn khi mà chúng ta ví dụ như đây, chúng ta nó lên tượt đây, tượt đây, tượt đây ta ghép á. Đó thì sẽ phân bố không thể nào mà đều được á. Nhà ta có kéo ra thì nó cũng không có đều ban đầu chúng ta hình dung á. Đó. Đó, che 5 năm, 10 năm sau á. Như cây này nè, che được 5 năm rồi nè. Đó, thì vậy nó mới bền được ha. Đó, anh em xem á. 5 năm, 10 năm sau thì cây này nó vẫn giữ dáng nha. À, nói chung là cũng có nhiều dạng gốc phôi á. Gốc phôi nó quái, nó đẹp. Thì nó không có theo cái bài bản nào hết trơn á. Nói chung là nó thuộc về một cái dạng dạng cây quái á. Như cây này này. Muốn làm thì sao mà làm được ha. Tại gốc phôi nó quá quái rồi. Đâu có thể nào mà làm được á. Đó, còn những gốc phôi nè mà chúng ta làm, chúng ta tạo tác lên từ nhỏ ha, đó thì nó thêm bài, mới theo bài bản được. Đó, như cái này kiểu này á, đây giờ kêu nghe, trồng cây phôi mà trồng kiểu này làm sao mà trồng á. Đó. Đó, trồng kiểu này làm sao mà trồng được á. Tự nhiên thì nó có vậy thôi á, chứ làm sao mà trồng được cây phôi kiểu này. Đó, chúng ta chỉ có trồng là trồng theo kiểu đó, như vậy á thì nó mới bền được. Đó. Đó, không bị bỏ nhánh á. Cây mà bỏ nhánh là do nó bị thiếu nắng á, nó nằm trong mát thì tự động phải bỏ thôi. Nó không có quang hợp được thì nó phải chết nhánh á, nó để nó chừa để mấy cái cây nó, mấy nhánh là nó quang hợp á thì nó mới sống khỏe, sống tốt được ha. Rồi, hôm nay mình tiến hành mình trồng. Trồng thì nói chung là dẫn anh em rất là nhiều đó. Chúng ta lấy cái chậu rồi chúng ta lót đáy đâu. Lót đáy bằng đá xanh á, hoặc là rễ dừa mục. Đó, chúng ta trồng đảm bảo cho cây chúng ta nó rõ nước tốt á. Đó là cây chúng ta sẽ sống được à. Mà khi mà nó sống được thì nó sẽ tốt á. Còn khi mà nó không có sống được thì đừng có nói tới chuyện mà tốt á. Nó úng nước, nó thúi rễ là không có sống được á. Không có sống được thì tạo hình nói chung là chỉ là nói chung là xa vời á. Đó, trồng sống trước á rồi tạo hình sau. Đó. Mà trước khi mua cái gì á, chúng ta đều nghĩ tới kết quả hết á. Đây, như cái cây khi mình mua cây phôi thì mình nghĩ tới cây này nè. Đó, sau này nó như thế này á. Đó. Còn khi chúng ta mua cây mà chúng ta không biết tạo như thế nào á thì khoan hãy mua á. Về làm nó không có ra gì hết trơn á. Ít ra phải nhìn được cái tương lai nó sau này như thế nào á. Chứ không phải thấy đẹp, thấy bự là mua. Nhiều khi lúc trước mình ham á. Cây đẹp, cây bự mà nó vô duyên á. Mua về thì làm ra chơi nó cũng không đã, mà bán cũng không có tiền nhiều nữa. Đó. Nhiều khi cây bự chảng á, cây này đó mình mua hình như 3 triệu. Lâu lắm rồi, nó bự chảng à. Đó, thấy bộ đế lạ quá. Mua mà nó không có tay cầm gì hết trơn á. Mua về á. Đây, mua về thì chơi nó cũng không có đã, mà ghép bán ra thì cũng không được giá cao nữa ha. Chúng ta lựa nhiều khi nó nhỏ nó đẹp á là được rồi.
chứ không cần mà nó bự, nó bự mà nó vô duyên cũng như không à. Đó, như cái này á, đây nó vừa vừa nè, đó này tạo á, cái này thì tạo ra kiểu nào chơi cũng đẹp ha, để nguyên cái gốc gì cũng được á, ghép một vài bo vào đây thôi á. Như cây càng bự thì càng khó tạo quá, nhỏ nhỏ thì chúng ta tạo nó dễ, bự thì gốc phôi nó sẵn rồi, chúng ta đâu thể nào mà tạo phôi nữa ha. Đó. Rồi một vài chia sẻ với mọi người á, đây cái này là mình thấy nó giống cái phôi của mình á, giống cái cây nhà của mình á, thì mình mua về đây. Đó, chỉ cần có 5 nhánh thôi ha. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 là cái ngọn á. Đó, từ đó phát triển chơi hoài, nuôi cho nó mập lên. Đó, đó với cái này á, đây, nếu mà chúng ta có thời gian ta trồng liền, ta phá sạch bầu này cũng được, còn không thời gian trồng á, thì để nguyên cái bầu này á. Đó, cái bầu này 1 tháng, 2 tháng sau trồng vẫn được á. Cây đã kéo nhựa rồi, chứng tỏ là cây mạnh nè. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Rồi, xin chào.